Được không? Dạng như vậy. Ôi ôi, đỡ lên hả? Trời ơi. Làm gì vậy? Ông nói, bác sĩ nói cái gan phổi ổng á, nó bị hơi dập hết rồi. A Di Đà Phật. Là bác sĩ cho ngày mai về. Cho. Làm cái là như là hút đi luôn mà, không phải làm là lấy được ra đâu. Mấy người mà bị vậy là lấy được cái đó mà sợ và ảnh hưởng gì sơ các chị nữa. Lên máu á, máu đen thừa luôn, máu đặc luôn. Máu đen luôn rồi. Phải em người đặc á. Thôi cho chuyển về đi. Tối nay cũng làm mệt. Dạ. Chưa mình dễ nè, rồi tối khó á. Dạ xin chào quý khán giả, quý mạnh thường quân đang xem kênh Pagina. Dạ thì hôm nay em cùng với anh Tấn đang có mặt tại bệnh viện 30 tháng 4 ở Sóc Trăng các nhà. Thì hôm nay anh em trở lại thăm lại hoàn cảnh của anh Sơn cùng với chị Điệp. Như những video trước thì anh em có chia sẻ về hoàn cảnh gia đình gặp khó khăn. Đi nào nhanh. Đi đây. Gia đình của anh Sơn với chị Điệp, anh thì bệnh rất là nặng, nằm liệt giường. Vợ thì không có tiền mà đến nỗi mà phải cắt những cái quần của mình cho chồng mặc, do lý do là không có tiền mua tã cả nhà. Thì hôm nay thì anh em trở lại thăm, cũng như là như video trước thì có mạnh thường quân giúp đỡ cho anh chị thì cũng được một số tiền, rồi chị Điệp cũng đưa ảnh vào bệnh viện để khám và điều trị coi như thế nào á. Đi nay ha, hôm nay cũng cần 10 ngày cả nhà, anh em trở lại thăm để coi ảnh bây giờ sao cả nhà. Đi đường này phải không? Ở đây nhiều đường đi quá, không biết đi đường nào cả nhà. Bây giờ em mời cả nhà cùng em ha, đi vào để thăm anh Sơn. Giờ tìm liên hệ với chị Điệp ra để đón mấy anh em vô á. Đây tùm lum đường cho nha. Giờ này cũng trưa rồi, chắc nhiều. Đi đâu vậy? Lỗi đâu vậy? Đi xuống dưới chợ anh chết. Đi xuống dưới tìm hả? Dạ. Anh nằm ở đâu rồi? Anh nằm cửa phòng số 3. Phòng số 3. Cửa 3 bệnh viện cấp cứu. Vô khoa cấp cứu luôn hả? Vô khoa hồi sức luôn rồi. Hồi lúc đứng đây hỏi thăm xíu. Thì sao? Hồi nãy bác sĩ hỏi mình có khả năng vô nước viện một chai hơn chị bạc không? Và em nói không có khả năng vô. Nhưng mà không có được vô đó. Là bác sĩ cho ngày mai về. Cho. Không có khả năng vô nước biển rồi ngày mai cho trả về. Dạ. Ở dưới Đà Phật. Nó yếu lắm hả chị? Yếu lắm. Ông nói bác sĩ nói cái gan phổi ổng á, nó bị hơi dập hết rồi. Ở dưới Đà Phật. Dạ. Bữa giờ có tỉnh táo hay là có nói chuyện gì được không chị? Dạ. Anh Sơn á. Bác sĩ nói nếu mà vô... Đưa được miệng một chai hơn một triệu bạc đó là cũng khỏe khỏe. Giống như để lâu dài gì á. Giống như là tạm thời cho khỏe thôi. Chứ cũng không có khổ, dạ. Có bớt nha. Dạ. Vậy là mấy gà là không có bớt được gì chút đỉnh gì chứ hả? Không có bớt thôi. Trời ơi. Mấy gà lên đây là vô cái gì thì tiền bạc sao mà giờ hết tiền vô nước biển sao? Giờ bữa giờ có tốn tiền nhiều không chị bữa giờ? Cũng có tốn. Có bắt đóng tiền không? Ứng có đó. Tạm ứng nhiều không? Ứng đóng một lần 500 không á. Hai bệnh viện á. Dạ. Rồi. Lần 500. Dạ, 500. Bây giờ phải vô nước biển nữa thì tiền có mà vô một ngày. Mua sữa rồi mua xà bông, gọi đầu xà bông khô cho ổng đó. Dạ. Rồi mua sữa uống, rồi mua tả thêm nữa. Ổng đá dầm không à. Đúng rồi, giờ nằm vậy đâu có biết gì đâu. Dạ. Phải có tả, có đồ dạ. Nữa. Người sữa thì cũng mua rồi. À. Giờ đang bác sĩ đang ở chồng. Dạ. Bây giờ khả thấy sao? Đàm không à. À. Ổng đàm thấy ổng thả ra không có vô được đâu. Ồ. Cô là ở gần ở tôi tại ba tôi nằm gần đây nè. Rồi thấy ha. Thấy chồng của chị Điệp này tội nghiệp. Dạ ông bả thì bán số. Bây giờ bả nghỉ bán nuôi chồng nè. Ồ. Dạ, một mình bả thôi không à. Dạ. Chị em cũng bả cũng khổ nó có ai giàu đâu. Ừ. Rồi không xong rồi quầy gì đó.
Chứ à, ngày nãy nó vô mấy chai gì chị Điệp? Vô nước biển á, vô lần mẹ con này thôi. 4 chai. Chai. 4 chai à ngày. Ngày. Chai luôn. Rồi tối vô nữa. Thuốc nữa. Dạ. Bị uống thuốc một ngày ba cử. Bác sĩ kia trở về bạn ấy còn nó còn khác, bạn chịu đem về đâu. Là bác sĩ nói bởi chứng bệnh là nặng lắm hả, bị cái không mấy là chị Mai cho về. Mai về rồi bạn ấy hơi còn nước còn tắc. Cố chồng tôi đi, tại vì nếu cái chồng đi coi cháu coi gì cũng được, tôi đi bán số nuôi ông cũng được, gán ông nuôi bệnh huyện ăn cháu đi. Gì đó ông bà cái bệnh quá nặng rồi. Dạ. Mày nói là gì mà hư hết trơn rồi hả? Hư hết rồi, ra gì trong đó ông bị hư hết rồi. Gì đạo Phật. Vì bác sĩ trả rồi, bà nó dám nuôi chồng tôi đi, tại vì tôi cho chồng tôi hết bệnh đi, rồi tôi đi bán vé số cũng nuôi chồng, nuôi cháu cũng được. Dạ. Mà kêu bác sĩ là gán cứu chồng đi. Nó cứu chồng đi. Bây giờ nó lấy vô giữa một chai chuyện mấy bả bó tay có tiền đâu. Tiền đâu mà vô mà không có hết bệnh mà chỉ tạm thời thôi. Nếu mở lại. Tới đâu tới. Như gì đạo Phật. Là bác sĩ nói là bây giờ giống như có tiền thì vô nước biển tạm cầm cự thôi, cầm cự thôi chứ cũng không được gì hả? Chứ vô nào hết tiền thì cũng cho về à? Sớm muộn. Bảo chị luôn, bảo chồng ở đây không cứu cho chồng khỏe nè, chứ còn gì nè. Bây giờ bác sĩ nói bây giờ bác sĩ lo không nổi đâu. Bó tay rồi nói ngày mai á, ngày mai bác sĩ cho về nhà. Cho về nha. Hay gì đâu Phật. Ôi chị cho chồng gì không mà không cho đây cho bác sĩ chỉ cho á. Thật sự thì lúc bác sĩ nói đi mà muốn cho chồng mình ấy thì bác sĩ cũng cứu cho mình nó chừng nào chết thì thôi. Mà chết ở đây thì thôi. Nhưng mà chết thì trong nguồn điện cũng được. Đó. Bác sĩ nói vậy đó. Mà phải có tiền vô nước biển này kia. Bác sĩ cần tiền. Cần tiền. Mà nó có tiền đó. Hay gì đâu Phật. Đó. Giờ chứ sao trời. Chứ bà đi bán số cũng nuôi chồng nuôi gì đâu rồi chồng bệnh gì đó. Dạ. Số rồi hết tiền cái số luôn, ăn cái nhà tiền cái số thấm luôn nè. Nghe nói tả mà còn không có đi cho tả chồng mua luôn đó. Phải lấy cấp đi. Dòng sáng sớm lấy cái niệm bác sĩ đó đi giặt cho người ta, sợ bác sĩ la. Tại vì chồng đái đó, một chỗ không biết kêu vợ đâu. Dạ. Đó kêu đi bả cũng lên cũng thay cho chồng nữa này, bà cũng mê mang mấy ngày nay. Dạ. Ở đây những cái ngày rồi. Hai mẹ lên đây bây giờ bữa nay là 10 ngày rồi. 10 ngày là cái phòng sức không đó, một mình bả không đó. Không có ai đâu. Bữa thì nằm ở nhà yếu lắm rồi đó. Mạnh thường quân thương thì giúp đỡ đi cho vô nè. Dạ, cho vô bệnh viện giờ thấy quá yếu rồi. Dạ. Chị có tính sao? Chị tính sao? Giờ, nếu mà về, không, mà một là... về thì bắt buộc phải rồi trước sau rồi nghe nói bây gì không? Bác sĩ nói vậy rồi bác sĩ. Bác sĩ nói ngày mai làm giấy giấy tờ cho về. Thí dụ như bác sĩ bây giờ cho trả về rồi thì ngày mai về. Còn mà nếu mà chị muốn ở lại thì cũng vài hôm nữa thôi. Khi mà hết tiền à, cũng phải về thôi. Đó. Có khi về có nhà có cửa cho anh nằm ở nhà. Đọc tên chỗ cho nó ăn lòng ông đi cũng thoải mái. Chị cũng cố gắng hết sức rồi chứ đâu phải chị muốn để cho chồng mất đâu. Ông thấy ông thở thấy cái nghiệp ông thấy không? Ông có đàm đi, ta nói là đàm đó là mình sắp đi đó. Đàm là phải ta lấy được đâu. Người ta nói gì á hả? Người ta nói bác sĩ đó hay sao cô? Tại thấy đàm đó là như là rút đi luôn mà, phải là đàm là lấy được ra đâu. Mấy người mà bị vậy là bác sĩ lấy được là được đó mà sợ có ảnh hưởng gì sơ các chị nữa. Lấy máu á, máu đen thừa luôn, máu đặc luôn. Máu đen luôn rồi. Trời ơi. Người đặc á. Thôi vậy thì bỏ tay rồi thì đưa anh về đi chứ giờ để con người mốt mất trong này tội anh lắm luôn, không có nhà cửa. Nói gì đó. À, không có nhà cửa. Bác sĩ cho về, chứ không phải mình không muốn cứu anh đâu rồi mạnh. Ở đi bầm thấy không? Bà thấy chồng bà không bầm đi nè, máu không bầm gì không nè. Bầm máu bầm á hả? Bầm lên đây luôn nè, chỗ ngực lão, còn cục luôn á. Trời ơi. Tại vì cái ổng thở như là đàm ổng khục thì nè. Phải là như là bình thường đâu. Dạ. Máu gì mà đen luôn, đen thui luôn rồi. Thấy ổng bả cho tôi coi nè. Trời ơi ghê thật. Nhập cho tôi coi luôn, thấy chồng bả ba đầm gì nè. Đỏ luôn, bầm hết luôn. Còn như con gà như là cưa cổ sao khực 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 gì đó. Trời ơi. Bảo ổng thở lần thứ nhiều ổng gì đó. Cũng như lấy hơi lên không? Lên, nó gan ra nổi. Không
mắt thì mắt nó không có như bình đâu, cặp mắt hơi lạ lạ là cặp mắt hơi vàng, mắt vàng hết rồi. Vàng. Ôi, thật quá ghen rồi, từ lưu hết trơn. Ôi, ghen mà chết chỗ rồi, bên rồi, còn bên mà chết nửa người rồi. Ờ, chết nửa người bên. Chết nửa bên rồi đúng không? Ờ, bên rồi, mà cái, bây giờ sưng sưng lại sưng hà bá luôn. Vậy hả? Trời, tính luôn mấy gầy đỡ rồi hả? Tưởng đâu đỡ rồi. Giọng mới nói gì, giọng mặt vợ gì này, không dám nói gì hết. Bảo nó, anh sợ đá em kia em thay cho anh. Giờ vợ, ông vợ không nói được luôn. Bây giờ là giống như còn biết gì không, hỏi có nói chuyện trả lời gì không? Ông có trả lời, ông làm tay gì? Ba ngày nữa hả? Không biết mấy ngày mình không biết. Trong bảo làm giờ ba ngón tay. Bây giờ giống như nói trước vậy, tới chối rồi sao á? Ông nói gì bà, nói gì về trước đi con, một cái gì đi cho ổng tâm ổng đi thôn thả, đi mắt đi thì hồn ổng đi, mắt không thà đi nhà mắt đỡ chút. Đúng rồi đó, thấy không chị nói. Đó, nói gì đi. Chứ mình thấy cái bệnh mình cũng muốn cứu ảnh mà giờ ảnh như vậy rồi thì bác sĩ cũng nói rồi đó. Nói chị em bả nói ừ, anh em ông bả gì đó chịu được không? Mình hỏi cho anh em chị và anh em lợi thì ba cũng lợi rồi đó. Cô kêu là gọi sói sao á, bả sợ gọi sói sợ. Đi luôn á. Cái gì? Dạ. Còn xấu như là chung để ống vô đó, là đi luôn á. Ồ. Đổ sữa đúng không? Sợ nổi sôi á. Ồ, nổi sôi. Ra nó đi luôn á. Tại yếu quá rồi. Yếu quá đi luôn á. Yếu quá. Bảo không chịu. Ta nói bị dập hết chứ mà. Dạ. Ta nói còn cộng dây gì đó, dây... Khí quản hả? Dây đó, dây mà gan thủy đó, gan thủy tim mình á, nó còn ấy đó. Để mà xuống như ổng vô á, cái gì mà nổi sôi là bị... Bà tử mình á. Đâm vô trong để nội soi, để coi trong đó. Sợ giống như nó mỏng quá, nó bị bào giống rồi. Bà sợ á. Gì đâu Phật. Bữa giờ lại đây thì tính ra là bây giờ là anh yếu hơn lúc ở nhà nữa. Yếu lắm, yếu hơn hả? Yếu hơn. Thở khó thở. 10 ngày rồi đó nha. Thì đàm mở lên rồi. Đàm cực ổng thở về đàm. Cực hoài chứ mình chạy xe. Xe lượng xin như sao vậy thôi. Nhớ xăng vậy đó ha. Cực lại nha. Mình nói là cưa co cửa gà, cưa cổ gà đi. Gà chết nó còn cái gì đó. Cực nó thở gì đó. Cực quay cho ông vô này thấy ổng. Chị cũng nuôi người thân bệnh trong này rồi. Tôi giờ ổng 1 tháng, 2 tháng lại lần, 2 tháng lại lần. Thấy cái hoàn cảnh chị này tội nghiệp hả chị? Dạ, tôi bảo một mình tối nào. Mà ăn đó, ăn cháo, mua cháo 10.000, chồng ăn không nữa, vợ không nữa. Mà chồng ăn thấy miếng à. Mua rồi chia nhau ăn hả? Chia nhau hai người cháo 10.000, tôi mới mua 15 được đấy. Thôi cháo bằng tôi với ông chồng tôi ăn. Đó, tội nghiệp hả? Bà ngủ thì gái ăn đi, mất con cái gì. Chồng lấy tiền để dành tiền thuốc men, cuối cùng giờ bác sĩ đòi trả về. Nó có 10.000 cháo à, cơm thì ta cho thì dặn cơm đi xin. Dạ. Đó, ăn gì ăn lấy. Là hồi đợt trước là bệnh viện này cũng trả về hả? Dạ. Trả về là giống như mình không có tiền vô thuốc hay sao, hay là bệnh viện nói sao? Bệnh viện nói bây giờ là anh á là bị phổi tim gì đó, dập hết chứ rồi. Rồi bác sĩ á thì ví dụ bác sĩ cứu thì cứu, chừng nào chết thì thôi vậy đó. Chết trong đây cũng được đó. Không có gì đâu. Là đợt trước đó, hả? Dạ. Bác sĩ nói vậy đó. Rồi đợt này vô rồi bác sĩ gặp, bác sĩ có nói gì nữa không? Dạ. Rồi đợt này gặp bác sĩ bó tay rồi. Nhưng người ta cũng gán, thấy mệt quá người ta gán điều trị mấy hôm nay thôi chứ. Chứ bệnh là nặng lắm rồi. Đã đợt trước rồi trả về. Làm không như phân cao đã gù vậy đó. Đọc kinh rồi. À đọc kinh rồi. Hôm bữa có đọc kinh rồi đó. Mới lấy lợi thấy cũng nghĩ con. Dạ. Yeah. Cũng nghĩ ba vậy đó. Dạ. Cho xong giờ bác sĩ bó tay. Bà lợi với ba giờ chú á. Ồ. Đến đây ngoài thứ hai tới giờ là thứ tư rồi. Lợi với ba giờ chú cũng đợi. Dạ. Ngày hết rồi. Còn bà đi, người ta trong đây ta đi ra rồi. Bây giờ bà này ông kia đi ra. Bà nói vậy mà thấy giờ con gì con trên cuối. Bây giờ bác sĩ bó tay nói ra tim phổi thì cháy hết rồi. Vậy đó hả? Chịu rồi, phải chịu rồi. Hư hết trơn rồi. Nói cũng như lên răng răng hết thì cũng đẹp tím. Dạ. Thì ỉa ra máu nữa. Trời ơi. Sao chịu nổi tả không? Mỗi ngày phải tăng hai cái tính thì chịu nổi. Tiền rồi. Không có làm gì ra tiền mà tiền như vậy sao chịu nổi. Con cho anh nhiêu được tiền ăn uống. Không có nhà ta chở bữa hổ được chịu vậy. Người ta chạy chở vô. Chờ cho anh chịu. Bữa được Mạnh Thường Quân cho mới đưa vô đây nè. Mạnh Thường Quân giúp đỡ á. Đỡ
được rồi, giúp đỡ á, giúp vô đây bữa giờ cũng hết tiền nữa rồi. Tính ra đợt giúp hai đợt cũng 10 triệu, hơn 10 triệu. 10 triệu vô đây chắc bữa giờ chắc cũng hết triệu thì đem đi trả 40 lai tiền của ông bệnh, bệnh thì cũng còn được mấy triệu. Mấy triệu thì đi nghỉ cũng hết trơn rồi. Bây giờ mấy ổng ổng vô đây mấy ngày có giống như nói ở nhà mấy bữa có ai kêu ghéo gì nữa không? Chứ bữa ngày không phải bữa ngày chủ nhật ở thứ bảy á, thứ bảy đi ba bên bệnh viện kia, thứ bảy qua bệnh viện bên lớn. Rồi ổng giống như vô đây ổng có nói là giống như có ai kêu ghéo vậy không? Dạ. Có giống như ở nhà mà giống như kêu rồi ổng thấy này thấy kia không? Bây giờ ổng nói không ra luôn. Hết biết luôn rồi. Biết luôn rồi, giống như chết 50%, không chết lâm sàng. Chúng hết bên rồi. Chết nửa bên rồi đó. Đó rồi thì quan trọng là chị thôi, tụi em thì hơn 10 bữa rồi. Thôi chị giờ hỏi ổng về muốn về nhà hay không, ổng gật đầu thì mình về. Chứ giờ cứ để chứ giờ tại vì bây giờ cái định bác sĩ cũng báo rồi, bác sĩ báo là bó tay rồi, giống như người ta biết là trong cơ thể là banh hết trơn rồi. Bây giờ nói chung là có tiền cũng sống không nổi. Bạn cũng gì cũng không sống đâu. Nên là có tiền sống không nổi luôn chứ đừng có nói mà gì. Tại vì cái phổi với cái gan này mà nó banh rồi là thua rồi. Bác sĩ đỡ cũng hay. Chứ vô lần nào bác sĩ cũng la bài nói ông không chịu uống thuốc đi. Uống hồi đó uống thuốc đi là hết rồi. Bây giờ ông vô làm gì? Để mai mốt ông cũng bác sĩ bó tay ông. Bó tay à. Rồi ngày nào cũng nói vậy hết. Bác sĩ la. Để sao mà nặng quá không chịu uống thuốc này kia đúng không? Không mà chịu uống thuốc mà phải không? Chịu không? Có thuốc. Chị mà chịu uống thuốc phải không? Không. Ông cũng uống á. Hồi lúc trước ông không chịu uống á, em đâm hết. Trước cho nó nát rồi để. Giờ sao uống không nổi luôn á. Giờ muốn uống cũng đâu có sức đâu uống nuốt vô không được. Bây giờ đàm đầy quá. Đàm không ngủ. Không vừa nghe cái tiếng khực rồi sao được. Người nó đàm tới cổ. Cũng như đàm tới cổ rồi. Quay chút sao cũng đi vậy. Đàm tới cổ rồi. Anh nói trước sau cũng đi. Thôi dán cho bà ông ngay bác sĩ nơi nhà bà chứ chị nhà mai nữa đi, dán ông đi nay đó. Không phải đi. Thì bây giờ nếu mà có tiền rồi có dám vô cho nước biển 1 triệu cho ổng không, hay là đưa ổng về nhà đi, vô về nhà xong rồi vô nước biển chai mấy trăm ngàn nhà thôi. Có tiền đâu bây giờ tiền chai 1 triệu hơn 1 triệu bạc. Triệu mấy chai á? 1 chai hơn 1 triệu bạc đâu có phải 1 chai đó hết đâu. Đúng rồi, còn vô nữa, vô hoài á. Dạ. Mày tiền đâu mà chịu nổi không? Thay vì giờ bác sĩ nói vậy thôi về luôn đi. Cho mà vô có sống nhưng mà vô mà sống, mà vô đúng rồi cái này là vô cho nước biển này chỉ có vô là để giữ sức khỏe lại thôi chứ thật sự không có làm được cái gì hết trơn, đâu có chị gì trong đó đâu. Cho này cũng như vợ ảnh nói ở nhà cũng như muốn đất rồi mới lấy lại đây cứu em sống không giờ. Tại vì Mạnh Thường Quân có giúp rồi xong Mạnh Thường Quân kêu đi vô cái bệnh viện coi sao nữa. Nhưng mà đợi chuyến này vô cũng trả về nó cũng thua luôn. Bác sĩ ở dưới lắc đầu trước lên. Khám trước rồi, cho cấp cứu á. Lắc đầu ở dưới rồi. Lại dưới là người ta lắc đầu rồi. Lúc cấp cứu, khám thấy thổi. Lại với tôi nè. Nhưng mà người ta vẫn nhận để người ta điều trị. Ổng thật thấy cũng bị bỏng luôn, mắt ổng trợn trắng. Ôi. Không thấy cũng nghiệp lên không nổi đâu ổng. Tay chân còn nhỏ xíu. Đây là quên không biết là vô coi thử coi. Tay chân nè. Nhỏ hơn tay tôi. Lấy. Chân ổng như là cọc bự hơn chút xíu. Bút lấy gì sống. Hết rồi. Quên mắt thì hết rồi, mắt ổng vàng là bị nứt rồi. Ổng nhỏ hơn tuổi hơn em nữa. Ổng có mấy 4. 40. 46. 46. Tuổi gì 47, 48 rồi. 75 nè. Nghe nói cái hết hồn mà. Trời này lại thăm tưởng khỏe rồi ai về đâu mà báo tin như tôi, ba tôi nằm yếu như vậy. Ở đây không 2 tháng về lần trước đó, còn 1 tháng ở đây không cứu. Dạ. Sáu sức ổng mỗi ngày. Tôi bệnh này khổ. Tính đến chủ nghiệp vui lúc trước lấy đem được 3 bữa là thấy chủ nghiệp quá, mới để đây tới giờ. Dạ. Thấy chủ nghiệp.
Dạ, biết sao luôn. Bác sĩ thì trả, người nói ngày mai trả rồi. Trả về. Ừ. Trả về. Vậy ra máu, vậy ra máu, vậy ra máu hoài á. Trời ơi, nhà mình luôn. Có 3 bữa cái này. Tính đi, anh cũng mấy bữa rồi. Anh cũng nuôi người nhà trong đây hả? Dạ. Anh cũng nuôi người nhà trong đây. Bên kia. Mình anh với chị là cũng nuôi người thân, nuôi bệnh trong đây thôi. Ở đây mới nặng. Cái này nặng lắm. Này nặng bên hồi hồi sức cấp cứu nè, nên nặng hơn. Cái này cứu gấp nè, cũng như ai gì có gì ta thoát ống đi cũng vài bữa cũng đi. Hôm qua đi hai người. Gì ghê vậy? Chuyện gì hôm qua đi. Hôm qua hả? Hôm qua cũng như chồng bà chị này nè. Ừ. Cũng hấp hối vậy. Thấy lạnh lạnh từ từ lạnh chân á, nằm chỗ này đó. Rồi. Đi tới khúc người ta bác sĩ đưa giấy tờ xưa nay cũng vậy gì qua. Đây, dạ. Chồng bà thấy bà thấy công nghiệp chồng con thương đi, để đó đi còn nước còn tát bây giờ tính ra ỉa ra mau hay ăn vô mười mấy bữa rồi 250 sáng nay cô dùng với cháu cũng 10.000 đi chồng ăn nhé tôi ăn bây giờ nó đạm được cho tới cổ nghe nó thích được rồi. Ta lấy đi rồi. Trời kêu ai nó dạ vậy? Lấy đi cứu hết xong biết mình cũng đâu có muốn đâu nhưng mà ở đây cũng bác sĩ cũng dám cứu cho nó nói ngay đi đỡ người nghèo vậy ai có bảo hiểm cũng đỡ mình chỉ lo tiền ăn thôi ăn uống rồi thuốc nữa thuốc bèo ngoài cũng 200-300 á không có bèo bèo nó ở phía cửa 200 dạ cái bèo á như ba tôi nằm ở đây một năm nằm ở đây họ hai tháng đi lần hai tháng đi lần rồi con cháu đi làm ăn xa tôi đi làm ăn Đà Lạt á rồi nay tôi nghỉ về nhà thấy ba vậy bỏ ba làm nặng rồi quay lại nuôi ba bỏ lặng là nuôi ba lại cái trong cái quay được không ta vô trong quay được bây giờ để em vô trong chút nha để vô trong quay vô được mà bác sĩ chưa được. Vô đâu bác sĩ chưa vô hả bác sĩ chưa vô đâu ồ bác sĩ ở một giờ rưỡi mới làm giấy tờ dạ ở đây là khoa hồi sức cấp cứu luôn thôi nha ở bệnh viện 30/4 Sóc Trăng thôi nha A Di Đà Phật A Di Đà Phật phòng số 3 ở đây. Ôi trời đúng trời này. Ừ. Ôi. Ôi nằm trong đây hả? Ôi ôi. Ôi ôi. Ôi thôi cô chuyển về đi tối nay cũng làm mệt dạ chưa mình dễ nè rồi tối khó á mình đăng ký đây xin gì hôm nay coi đạm trong miệng rồi hước rồi giữ hơn cô gì cô hơn cô gì đó cô đem cô thi đi hết rồi đó bỏ lại giờ nói là hết biết gì hả chị Điệp thôi mấy ngày rồi ôi tài sưng quá trời rồi. Ờ, ông nói ở nhà là cứng cụ chứ thấy cũng nghiệp. Thua rồi. Thấy thở đâu. Mắt trợn luôn. Trợn trắng luôn. Lên lợi. Tập yêu chứ. La đó. Dạ. Cũng bị bỏng luôn. Lợi tôi. Thôi coi làm giấy chuyển về đi. Ừ, nó sưng là sưng bữa. Sưng nó trơn, tay bên kia sưng. Dạ. Nửa bên rồi. Bọc qua xanh lè trắng sát rồi đó. Ừ. Trắng lại. Tôi không đâu có sưng đâu. Chết từ từ chứng như đêm. Ồ, chết từ từ bên kia. Ờ, chân đi. Dạ. Đi từ từ đó. Bây giờ là Phật. Ừ. Mắt kìa. Mắt trắng sát dạng hè đó. Ừ. Thở đi, đem đi về đọc kinh đi. Ừ. Đọc kinh cũng như siêu thoát đó ổng. Đọc kinh đó ổng siêu thoát đi. Đọc nghe kinh siêu thoát rồi. Rồi chuyển về liền đi. Tội. Coi là sinh rồi đó. Cái gì sinh đó rồi đó. Về nhà đây rồi còn số tiền đây nè em trao cho rồi mai mốt gì đó rồi coi cái kênh gì đó cho khỏi vô nước biển đâu vô cũng tiền đó gửi cho chị anh Đức gửi cho chị tiền đi cho có cần cái gì chắc nóng đó. Nghe gì không chú chú Sơn ơi chú Sơn hứa cho anh chị em ơi anh đi sự mong chú đi siêu thoát đi tôi chú ơi gì đâu Phật thấy quá đau lòng thấy chú hứa có gì gì đó cũng đã vui rồi này là khóc trong lòng mệt vợ nên anh chị em là mệt thôi thương họ mệt quên chị mới vậy đã làm mấy cái chân đã mỗi ngày không có gì đâu trời cho tao tiền cho chị đi để cho chị có cần dụng gì thảo
đầu, bây giờ không có thôi bắt đầu vậy kia. Mình gửi tiền cho. Thôi mình bắt đầu nè. Nó xin khó. Chợ ừ. Chị em đây là anh Sơn, Sơn là bộ phẩm tụi em cũng có vẫn là quay thêm kìa. Anh Sơn là 46 tuổi rồi, tụi em có quay là hỗ trợ trước bên kênh Magina là cũng được 7 triệu mấy bữa đó thôi. Và trong khi đó là đưa lên bệnh viện còn nhìn tỉnh hơn nữa. Và bữa nay là lưỡi là thụt vô mà chị em yếu quá rồi mà mắt trợ thì chị em thua rồi. Nói chuyện là không có nghe được gì luôn, là mấy ngày chỉ lên 10 ngày là không có mà một cái gì để mà khỏe như này, nó càng ngày càng dị luôn đó hả? Dạ, có gì đó. Rồi chị, thì bên kênh, bên Facebook của em là Tướng Thiên Chu cũng có một số mạnh thường quân hỗ trợ cho chị là được 2 triệu mấy để dành dành cho chú. Nhưng mà thật sự bây giờ là thấy cái hoàn cảnh này là coi như là thua rồi. Không có chữa được nói đâu, thôi mình đưa về đi. Còn cái tỉnh này tụng kinh cho mấy ngày đó, kêu đại như vậy đó. Tự tụng cho chú đi. Để qua cái gian lùn chú đi ra ăn hàng. Cái này là không cứu nổi đâu. Nè, tay của hổng đâu có sưng, cái này sưng nè. Quá trời luôn, trời. Chân gút nè, của hổng chân đâu có giữ gì đâu. Vơ rồi, không vơ. Nè, mình nhìn của hổng mình vô, trời ơi, của hổng mình vô còn nhìn mình biết. Còn cầm tiền nữa. Biết nói chuyện còn hơi hơi. Lật bắt cái lớp bầm, bầm chỗ nào. Đúng rồi. Cái ngực ha, ngực bầm hết trơn rồi nè. Bây giờ là bệnh viện có nhiêu đó thì nó chưa thiếu. Chứ cái này là thua rồi, dạ. Không có đường cứu chữa rồi. Đây, chị gửi thôi. Con 500 triệu, 1 triệu rưỡi, 2 triệu, 2 triệu rưỡi, 2 triệu 7. Còn con kia đó. Tổng cộng số tiền của anh chị em trao là 2 triệu 7 trên Facebook của em là Tướng Mi Chu và YouTube của em là Hà Quốc Tướng và Tướng Mi Chu luôn. Và cùng Bagina hôm nay quay lại về bệnh viện trao tiền cho chú Hoàng. Chú Sơn là 46 tuổi nha anh chị em, nhưng mà bây giờ bệnh tình quá trời thua nè anh chị em ơi. Thôi cũng mong là chú sẽ đi nhanh để siêu thoát cho chú. Cứ nhìn đau đớn quá. Bây giờ là hút rồi. Hành xác đau đớn quá. Cảm ơn như vậy thì coi như vậy đi, dạ. Như đã hết đi thì đừng có buồn, dạ. Cho hứa cái tội nghiệp của mình này đem về nhà đi, dạ. Thì bữa hổm em có chữ 900 như vậy em lấy lại 500, dạ, dạ, dạ. Đó, rồi cái đó là vừa chế, dạ. Cho mình hổm em mướn, dạ. Rồi, cảm ơn anh Tuấn cũng như là cảm ơn mình Thành Quân rất là nhiều. Thì bây giờ em cũng xin kết thúc video và em thay mặt gia đình, tại vì giờ người vợ cũng rất buồn, cũng này kia thì em thay mặt gia đình để cảm ơn anh chị em Mạnh Thường Quân. Trên Facebook của em là Tướng Mi Chu và kênh YouTube của em là Hà Quốc Tướng và Tướng Mi Chu hai kênh. Và em Bagina hôm nay hai anh em đồng hành lên bệnh viện 30 tháng 4 để trao tiền. Em xin chúc anh chị em Mạnh Thường Quân luôn dồi dào sức khỏe, làm ăn phát tài ạ. Thôi gì thôi cho chú đi. Hôm nay anh em cũng đến thăm anh Sơn mà ai ngờ thật sự tưởng đâu là nãy anh em mình còn nói tưởng khỏe chắc hôm nay rồi khỏe rồi. Tính đâu lên nói chuyện với ông giỡn rồi vậy trời trời lên thấy rồi. Thấy hết hồn luôn. Thôi rồi. Lòng tay ba mày phải đi cái ngày nay nha. Đúng rồi, những ngày này đem về đi, bạn đem tới về tới nhà là không tắt luôn. Nãy hồi nãy còn hước mạnh giờ giúp xìu luôn rồi kìa. Đây em cũng gửi chị 1 triệu ha, 1 triệu của cô Huệ ở Bỉ á. Hôm bữa xem được cái hoàn cảnh của mình á thì cũng thương và gửi nè. Bữa giờ em chưa có vô được. Lo cho anh Sơn nha chị Điệp. Dạ, em cảm ơn Hình Vân. Dạ. Cô Huệ gửi, cô Huệ ở Bỉ. Dạ. Thì hai em cùng với anh em bữa đến lần đầu tiên cũng như là hai lần đúng không? Là hỗ trợ cũng 10 triệu, như là 10 triệu hơn á. Đó qua kênh Bagina rồi anh Tứng nữa, rồi nhiều anh em nữa. Hôm nay thì cũng nhận thêm được chút này thì gửi cho chị để lo cho anh Sơn. Cố gắng lên nha chị. Chị không muốn đưa ông chồng về nhưng mà không muốn là không được. Muốn mà rút ấm luôn thấy vậy sao đành rút.
Tôi nhìn thôi nghe lời mấy em đi, rút đi đừng vô nước biển nữa. Để vô nước biển một chai một triệu mấy vô cũng không làm được cái gì đâu. A Di Đà Phật. Mới cái bệnh trên Sài Gòn kìa, cái người bạn kìa cũng bị vậy đó, là chịu biết nhiêu tiền cũng đâu có hết đâu. Hoàn cảnh em giúp là có hoàn cảnh của một chị ở Bạc Liêu á. Ừ. Một ngày vô mấy chai mà vô tới mà mấy chục triệu luôn. Mấy chục triệu vô biết rồi cũng đưa về hả? Nước biển giống như vô cho khỏe thôi. Không có hết. Nó đâu có mổ khỏe đâu. Dạ. Cất tiền đi chị Điệp, bỏ tôi điện túi đi. Chị Điệp cất đi. Cái kỹ kỹ để lo cho chồng nghe. Bỏ vô túi. Để anh Lâm hồi gớt, bả hiền lắm, nó thờ nữa. Hiền, trời. Hiền một thờ nữa. Ừ. Trước tụi con lại bữa đầu tiên lại đó là không có tiền mua tã là cắt cái quần á, cắt mấy cái quần của chị cho chồng mà rồi thay rồi giặt cắt một xuống cho bạn sao bà bị đá nè, bà lên đá đi giặt ở đây nè, sợ gì là bà không đi giặt. Trời ơi hứa kìa, chưa ra đi kéo ra thua làm gì đó thấy rồi. Quá wow. Rồi. Hơi khổ. Ừ. Nó khó. Giờ nước biển thì vô liên tục nè. Anh Sơn ơi. Gán đi chú ơi. Tụi em lại thăm anh Sơn. Gán nha. Ồ, trả lời kìa. Gán. Quá đâu rồi. Ai cũng thương nhiều người. Ai cũng thương hết á. Nhưng mà cũng có duyên với Mạnh Thường Quân lắm đó. Không có duyên gặp. Không có cứu nổi. Vô bệnh nặng quá. Cô là có thương gặp Mạnh Quân rồi đó. Dạ. Có duyên gặp nhau á. Dạ. Thấy tội quá. Thôi mình cũng xin kết thúc với em trả này, tại vì trong đây đông quá người đứng được. Đi đi ngoài chị, cho chú nằm nghỉ đi. Dạ. Chiều nay làm nữa, chiều làm nữa. Chiều mình hỏi về nhà đọc kinh. Đâu hỏi thử coi sao. Tao làm để cho rồi bác sĩ. Tại ăn khui người nhà, kêu làm tao làm nữa. Ừ. Không giờ làm đi, giờ đầu giờ nó chưa thấy yếu lắm luôn rồi. Không biết qua đêm nay không nữa. Để đêm nay sợ mệt đêm nay nữa. Rồi mất sao? Mất trong đây rồi khổ. Thì có cái gì thì điện lại. Có gì với chú nằm trong này nè. Không có về nhà được. Quan chị quan trọng là chị quyết định thôi. Tụi em thì góp ý thôi chứ thực sự thấy chú như vậy. Như là mấy em đi về đi. Không có chị nổi đâu. Có mưa gặp đầu nó được. Giờ đâu uống sữa, nó cứ vô nước biển thôi đúng không? Nó uống sữa đâu có ai vậy lại mà không có uống nước nữa. Bây giờ chỉ vô nước biển nhờ thế này nè, nó giờ vô cái chai nước biển này thôi để vô chất đó. À nó không ra. Nó dính tới cổ. Dạ không không á. Ừ. Nó không tới ngay. Quá trời. Thật sự không thể nào ngờ cả nhà. Hôm nay anh em thì cũng muốn đến thăm anh Sơn, tại vì cũng có hơn một tuần rồi. Muốn đến gặp thăm để coi cái tình hình như thế nào. Mà nghe đến vừa đến chị nói bác sĩ kêu ngày mai xuất viện hết hồn luôn, trả về. Vì chứ kêu xuất viện nghe đỡ mà nghe trả về nghe đau đau đớn. Ở đây ai mấy được. Anh với mấy chị ở đây thì vòng vòng đây cũng nuôi người bệnh mà thấy cái hoàn cảnh của anh chị thật sự ai cũng thương hết đó. Thương yếu quá rồi. Rồi người cũng nằm riêng trong này luôn ha chị, không có nằm ngoài kia ha. Bên này là còn nặng đó. Bây giờ mình hỏi vậy á, hồi lúc trước mình hỏi á cũng bắt đầu, bây giờ không có bắt đầu luôn, hồi sát tới giờ hỏi không lắc đầu luôn, không có bắt đầu không có gì hết trơn, không có biết gì hết trơn. Hết biết hết á. Rồi vậy là còn nghe được, nghe được mà trong cơ thể không còn sử dụng mấy cái động tác được, không có nói lên lời nữa. Hứa rồi, ô hứa rồi kìa. Rồi gặp ta dạo ta đem đi về buổi sáng rồi đem đi về đọc kinh đọc gì rồi xin thoát cho ổng chứ không về đi. Đi. Dạ. Đầu giờ vô làm mấy giấy tờ xin dạ. Về đi. Dạ. Cảm ơn. Rồi. Cảm ơn à, không có gì đâu. Ừ, gắng lo cho ảnh đi, Mạnh Thường Quân cũng thương người giúp cho ảnh thôi. Dạ. Muốn cứu ảnh nhưng mà bây giờ cứu không được thì dạ. Giờ nói chung là em cũng gắng cứu chồng cho hết bệnh, bây giờ cứu hết bác sĩ cũng trả lời. Ở nhà hay chưa, mấy đứa con rồi hay hết chưa? Bà con có cho hay chưa? Hả? Có cho con cái ở nhà hay chưa? Con cái hả? Không chị, cho nhỏ gái. Điện hồi đó chuyển cho về thôi rồi, nói vậy thôi. Bây giờ hồi nãy điện cho cháu hay rồi. Ừ, cho hay đi. Ngày mai ta làm giấy tờ về. Ừ. Nó nói đẻ cho nó kêu xe. Ừ, xe thực hiện kêu trước ngày. Đem về nhà cho. Nếu mà được thì chiều nay xin về luôn, xin về dạ. Xong làm giấy. Người nhà mình gần giờ làm giấy dễ lắm, xin dạ. Đưa về liền, ổng quá trời. Dạ. Ừ. Mấy ngày chị, mấy ngày mà như thế này là mấy ngày rồi dạ. Mấy hôm rồi, mấy bữa lầm mệt ba ngày đó, ba ngày nay không ồ khó thở.
ba ngày nay là như vậy rồi đó anh, ba ngày rồi. Bà nó hơi yếu mỗi lần hả, nó thở thở hơi lớn lớn á, bây giờ thở hơi yếu đi. Buổi sáng thì chị Điệp ăn uống gì chưa? Sáng em xin cơm đợi rồi mới ăn. Thấy chồng như vậy rồi ăn uống cũng không vô đúng không? Ăn sao nổi không? Muốn anh sống để ở nhà rồi chị đi làm hả? Do bệnh quá nặng rồi, không biết sao giờ. Giờ cứ gán niệm Phật cho anh đi chứ giờ. Tự nhìn hình ảnh này giống như không biết nói sao nữa cơ nhà. Thử gán, chị phải gán rồi chứ giờ biết sao giờ. Để chị mà có gì bệnh này kia nữa là ai mà lo. Mấy đứa con bữa giờ có lên thăm anh không? Thằng thứ hai thì nó lên thăm, nó cũng đang bệnh á. Nó cũng lên thăm được hồi hôm qua lại thăm rồi tới tối nó về. Bữa nay chắc nó bây giờ điện không ra, không ai bếp. Bữa giờ là lên đây rồi 10 ngày rồi, mấy đứa con có thai chị chăm ngày nào không? Hay là có mình chị thôi? Không có ai cánh hết chứ. Một tay chị luôn. Dạ, có mình lên nè. Lên thai mẹ chút xíu là gì sợ chị rồi, nó về. Mệt thấy mệt lắm chứ bộ, mệt thấy mồ luôn. Một mình mà trong bệnh viện nhỏ gái thì nó có con nhỏ đó, mới có 4 tháng rồi, đâu có dám cho nó ở đây đâu. Đúng rồi, người chồng nó đi làm rồi, đi làm xa rồi. Vậy là báo tin là báo là chú mệt, báo ngày hôm qua hay mới báo? Thằng thứ ba đó thì nó cũng đi Bình Dương rồi. Đi luôn rồi hả? Dạ, đi hết. Đọc kinh ba nó xong rồi nó đi á. Dạ. Vì giờ này chắc đợi ba mất mới về luôn chứ. Giờ đi kiểu này sắp xa rồi. Có con mà ai cũng có hoàn cảnh, ai cũng khổ hết trơn rồi bởi vì. Nó cũng khổ hết trơn. Có mình chị phải lo hết rồi. Ở đây rồi sáng là mua cơm ăn được miếng rồi ha. Dạ. Được miếng rồi. Thì không dám ăn, không dám xài, dán cho chồng rồi cuối cùng rồi. Cũng là hớt nên chứ. Quân thì cũng cố gắng như lắm luôn để giúp cho anh đi viện, giúp cho anh sống đó nè. Lắm á. Nhưng mà giờ vậy rồi không biết sao nữa cái này. Một chút đầu giờ chiều ha, là bác sĩ vô mình hỏi thử coi. Nó thấy chồng yếu quá rồi hỏi thử bác sĩ coi coi. Người quá. Người phụ nữ. Lao suốt vậy đó hả? Không có quạt hả chị? Ở có quạt trên mà như... Quạt bên kia có dặn được không? Dặn cái quạt luôn. Trời ơi, ôi, đỡ lên hả? Trời ơi. Làm gì vậy? Đỡ chi vậy? Cho... Sao vậy? Thôi cho anh nằm đi, chị tính đỡ anh ngồi vậy hả? Thôi được rồi, nằm đi. Để cái gói xích lên. Tính cho ngồi, không có ngồi nổi đâu. Mình cho nó đỡ, thở. Thở khọt khọt luôn. Thở kéo đừng còn gì. Gì đâu Phật. À có cây kéo lên, đúng rồi, có cây kéo lên. Rồi được rồi, được rồi. Rồi vô bệnh viện rồi thấy những cảnh này đó cả nhà. Xót xa luôn. Thôi chị gán ở đây rồi canh ảnh nha. Canh ảnh đi, đừng có bỏ anh ở đây nha. Chị đẹp. Không nghe luôn. Anh cũng đứng thăm. Hết nghe rồi. Không uống nước hả? Thôi chị ở đây với ảnh nha, tụi em về nha. Ngồi đây với ảnh nè, ở đây với ảnh nè, tụi em về. Rồi coi như làm giấy đi. Rồi em chào chị nha, bye bye anh nha. Cố gắng lên anh Sơn nha. Con về nha, em về. Rồi, hết biết gì rồi. Bây giờ hết biết gì rồi, em mới trả lời luôn á. Mới vừa rồi thì em cũng vào cùng với anh em, cũng gửi số tiền của cô Huệ ở Bỉ. Bên cạnh đó, bên anh Tấn thì cũng có gửi một số tiền của Mạnh Thường Quân á. Qua video thì cũng cho em cùng với anh gửi lời cảm ơn đến Mạnh Thường Quân. Cảm ơn tất cả Mạnh Thường Quân từ đầu đến giờ á. Cũng chung tay hỗ trợ giúp cho hoàn cảnh của anh Sơn với chị Điệp. Thật sự thì hôm nay đến thăm thì cũng rất là buồn thôi nha. Khi mà biết được cái tin, cũng như là biết được cái tình hình sức khỏe của anh hiện giờ á. Bây giờ cũng không biết nói sao, chúng biết cầu nguyện cho ảnh thôi. Cầu nguyện cho ảnh. Cầu biết không cho phép nào. Có phép màu nào đến để cứu ảnh thôi nha. Cái tội quá. Thường thôi nha. Nói gì em tán này? Hả? Nói gì vậy? Chịu quá, chịu về hả? Thôi anh về anh chịu không? Về nhà cái cháu hả? Trời ơi, giờ sức mồ hôi rồi kìa. Ông ơi.
về nhà coi cháu ngoại ha. Đi không? Sức ngồi đó anh Tư. Ừ, quá trời. Tự nhiên đổ mồ hôi quá trời luôn kìa. Kêu cũng không, không nói, không chịu, không nghe luôn rồi. Thì thường nó coi nhờ đi. Rồi thôi về nha, ráng ở đây nha. Có số. Khổ quá, A Di Đà Phật. Giờ thì giờ chắc cho phép em cũng tạm kết video này ở đây nha. Hẹn gặp lại cả nhà, những lũi mình Hùng Quân ở video tiếp theo. Xin cảm ơn rất là nhiều.